Em xin chào các bạn, và hôm nay bên em có đơn hàng gửi cho bác khách quen ở Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng, chú Ngô Văn Hoàng nhé. Chú trước chú lấy bên em rất là nhiều sản phẩm rồi, thì hôm nay là tiếp tục, đó là cái con đẩy 4 kênh để chú đi làm sự kiện. Cái dòng đẩy 4 kênh đến từ thương hiệu là PS Audio, mã LA12004. Cái con này thì em lên sóng là không biết bao nhiêu lần rồi, bên em bán rất nhiều luôn các bác nhé. Và cái dòng LA của PS ý, thì nó có dòng đẩy 2 kênh, dòng đẩy 3 kênh, dòng đẩy 4 kênh. Còn cái dòng SLA ấy, nó sẽ có 2 kênh và 4 kênh. Đấy, cái SLA thì nó sẽ là loại nguồn xung. Còn cái dòng LA thì tất cả đều sẽ là nguồn xuyến hết các bác nhá. Ở đây em có một con 15004 nữa này. Cái con này thì công suất khủng hơn cái con 12004. Và cái đơn hàng ngày hôm nay thì em sẽ test tất cả các chức năng, cái hoạt động của con đẩy trước khi mà bàn giao cho bác khách. Và cái con đẩy này thì các bác nhìn sơ qua ở phía bên ngoài đó thì nhìn nó rất là khỏe khoắn, thiết kế sang trọng, lịch lãm, đúng không ạ? Con đẩy nào cái dòng LA này thì nó cũng thiết kế sẽ giống y hệt nhau luôn các bác nhá. Cái dòng LA ấy, từ 8004, 9004, 12004, 15004 hay là 18004 thì cái số đầu ấy, cái số 4 số đầu thì nó sẽ thể hiện cái công suất. Còn cái số cuối cùng thì nó là thể hiện số kênh. Ở đây 1200 tức là 1200W này, còn số 4 đây tức là 4 kênh, 1200W nhân với 4 kênh, mỗi kênh là công suất 1200W ở trở kháng là 8 ohm. Và đây là cái bao bì của sản phẩm, khi mà chúng ta vừa bóc hộp ra nó sẽ có cái lớp xốp mút ở phía bên trên và lớp xốp mút ở phía bên dưới che kín các viền cạnh và mặt trước mặt sau của con đẩy. Thế nên trong quá trình vận chuyển thì các bác hoàn toàn yên tâm. Và bên em thì cũng có làm hợp đồng dài hạn với Viettel, thế nên là khi mà vận chuyển hàng của bên em thì họ sẽ làm vận chuyển nó rất là cẩn thận các bác nhé. Ở đây sẽ là cái quyển thông số chung cho các dòng là 5004, 8004, 9004 và 12004. Thì ở đây là trong cái quyển này nó là cái quyển thông số hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ có thể thấy được là ở đây người ta sẽ hướng dẫn cách chúng ta kết nối đường vào ra sao, đường ra như thế nào và các nút gạt chỉnh chế độ ra sao. Đặc biệt là cái dòng những cái dòng LA này ấy, thì nó sẽ có cái chế độ gộp kênh các bác nhé. Tức là khi mà các bác chuyên trị những cái con loa súp kép công suất lớn thì các bác có thể là gộp hai kênh công suất lại là một, và công suất của nó sẽ tăng lên rất là nhiều để chúng ta có thể đủ công suất để đẩy những cái con loa súp công suất lớn lên cái mức âm thanh to nhất, khỏe nhất. Và trong này các bác có thể thấy là tất cả cái đường hướng dẫn của nó, rồi kích thước cân nặng của con đẩy, rồi những cái chú ý lưu ý khi mà sử dụng thì nó sẽ đều viết ở trong cái quyển thông số này. Thế nên là các bác lưu ý là đọc trước khi sử dụng ra nhé. Nhưng là có một cái là nó là tiếng Anh, chúng ta hãy dùng Google dịch và chúng ta dịch sang tiếng Việt để chúng ta hiểu được là nhà sản xuất muốn nói cái gì, muốn thể hiện cái gì cho chúng ta biết. Đấy, và cái trang cuối cùng thì nó sẽ là cái phần những cái thông số cơ bản. Các bác nhìn sang cái cột 12004 này giúp em. Nó sẽ có thể hiện phần công suất này ở trở kháng 8 ohm nhá, chế độ đánh site. Chế độ đánh site trở kháng 8 ohm thì công suất đầu ra là 1200W. Khi mà các bác đấu song song loa vào với nhau, có nghĩa một kênh các bác đánh hai con loa chẳng hạn, đấu song song với nhau thì trở kháng tụt xuống 4 ohm thì lúc đấy công suất nó sẽ lên đến 1800W. Thì các bác có thể thoải mái đánh những cái con full đôi 30, full đôi 40 một cách thoải mái luôn các bác nhá. Đây 1800W cơ. Và khi mà các bác gộp hai kênh lại là một thì công suất nó sẽ lên là 3600W một kênh ở trở kháng là 8 ohm các bác nhá. Đây các bác lưu ý giúp em, để nó sẽ có kênh 1, kênh 2, kênh 3 và kênh 4, và nhà sản xuất sẽ cho phép chúng ta là gộp kênh 1 2 lại là 1 hoặc là gộp kênh 3 4 lại là 1. Thì con đẩy này nó sẽ chuyển đổi linh hoạt từ cục đẩy 4 kênh thành 3 kênh, 2 kênh và 1 kênh. Và cái dây nguồn của nó cũng là một cái điểm cộng của cái dòng LA này. Hiện tại thì em thấy những cái con đẩy đời mới thì nó sẽ chuyển dần sang cái phần kiểu rắc nguồn như thế này này các bác này. Đó là kiểu rắc nguồn vặn cài, nó sẽ có cái kiểu thiết kế khá giống với cả cái rắc new trick các bác nhá. Các bác cắm vào xoay đấy, các bác thấy cạch một cái không ạ, thế là nó sẽ vào đấy và nó không bao giờ được tuột được. Và em sẽ cắm nguồn để các bác xem cái màn hiển thị của cái con đẩy này nhá. Khi mà chúng ta vừa bật lên này đấy, các bác thể thấy là đây là cái màn hiển thị của con đẩy, nó sẽ có hiển thị nhiệt độ ở bên trong thân máy như thế nào, thời gian hoạt động ra sao đấy. Và cái khi mà chúng ta vặn những cái nút chiết áp đấy thì nó sẽ hiển thị sang một cái màn hình khác, nó sẽ là hiển thị cường độ tín hiệu âm thanh ở mỗi kênh. Khi mà nó có cái màn hình hiển thị này thì chúng ta có thể là căn sao cho những cái mức âm lượng volume ở đây chúng ta chỉnh về một cái mức cho nó bằng nhau để công suất đầu ra nó bằng nhau và không có cái hiện tượng là loa nó bị lệch tiếng trái phải ấy. Đấy, chúng ta có thể căn một cách dễ dàng hơn. Và ở trên mỗi kênh này nó sẽ có một cái cột đèn báo tín hiệu, nó sẽ báo là tín hiệu nguồn này khi mà chúng ta vừa mở lên nhá. Đây em sẽ tắt đi mở lại cho các bác này.
khi mà chúng ta cấp nguồn vào cho nó thì nó sẽ sáng cái đèn power ở dưới, và lúc nào nó cũng sẽ nháy cái đèn đỏ ở trên rồi nó mới tắt đi các bác nhá. Đấy, và nó sẽ sáng cái đèn ở dưới này này, có nghĩa là có nguồn thì nó sẽ sáng đèn power, và khi mà chúng ta cấp âm thanh vào, cấp nhạc vào, tín hiệu vào thì nó sẽ có báo đèn signal, signal có nghĩa là đèn tín hiệu. Đấy, và khi mà các bác vặn cái kênh này đẩy lên nó quá tải của cái con đẩy này thì nó sẽ báo thêm cái đèn clip ở đây, và khi mà có một cái mạch nào đó ở trong con đẩy nó bị lỗi thì nó sẽ báo đỏ ở trên cùng, nó báo cái for này các bác nhá, là báo lỗi. Khi đấy thì chúng ta sẽ đưa ra phương án xử lý kịp thời. Và ở phía mặt trước thì nó sẽ có hai cái lỗ thông hơi ở hai bên này. Ở đây là còn nó sẽ có cái e-căng bằng thép bảo vệ các bác nhá. Ở bên trong, ở đằng sau nó sẽ có một cái xốp chặn để nó ngăn bụi bẩn côn trùng. Đấy, và cái quạt làm mát ở phía sau con đẩy và hai bên con đẩy này, hai bên này sẽ có quạt nữa này. Đấy, nó sẽ quạt ở đằng trước và đằng sau các bác nhá, nó sẽ hút liên tục ở không khí ở đằng trước làm mát các linh kiện ở bên trong con đẩy. Thế nên là trong quá trình hoạt động chúng ta không lo cái vấn đề là quá tải quá nhiệt đâu. Con đẩy này thì nó sẽ có kích thước độ dày là 8,8 phân này, chiều sâu là 48,2 phân và bề ngang của nó là 43,8 phân. Cân nặng của con đẩy nó rơi vào khoảng hơn 30 cân các bác ạ, hơn 30 cân cái con đẩy này nhá. Đó, nó sử dụng nguồn xuyến thế nên nó khá là nặng các bác ạ. Nhưng mà bù lại thì khi mà những con đẩy nào sử dụng nguồn xuyến thì nó rất là bền bỉ. Đây, và ở phía mặt đằng sau em sẽ cho các bác xem ở phía mặt đằng sau của con đẩy này nó sẽ có những cái gì. Nó là cái phần đường kết nối cổng vào ra của con đẩy. Nó sẽ có cổng vào bằng đường ca nông các bác nhá. Chúng ta sẽ sử dụng được ca nông để cấp tín hiệu vào. Nó sẽ có ca nông kênh 1, kênh 2, kênh 3 và kênh 4. Và nó sẽ có thêm cái đường link âm thanh ở kênh 1 và kênh 3 để chúng ta có thể lấy âm thanh từ kênh này đưa sang các kênh khác, hoặc là nối nhiều con đẩy vào với nhau, đồng bộ âm thanh nhiều con đẩy vào với nhau. Trong trường hợp là các bác làm sự kiện, các bác sử dụng rất là nhiều các bộ dàn âm thanh, nhiều loa công suất lớn, một con đẩy không đáp ứng được thì các bác sử dụng 1 2 3 4 con đẩy thì các bác sẽ nối với nhau thông qua cái đường link âm thanh này. Đấy, thì nó sẽ đồng bộ tất cả các tiếng của các con đẩy vào với nhau. Và tiếp theo đó là cái phần đường cổng ra các bác nhé, cổng tín hiệu ra. Tín hiệu ra thì chúng ta sẽ đưa ra loa, và đưa ra loa thì nó sẽ có hai kiểu. Một là các bác sử dụng cái jack Newtrik là vặn cài, thì anh em sự kiện thì thường dùng cái kiểu này bởi vì nó nhanh gọn và nó chắc chắn. Nếu mà chúng ta dùng gia đình thì chúng ta có thể sử dụng sang kiểu đường thứ hai, đó là cái đường vặn cài này các bác nhé, cái đường giáp vặn cài này này. Đấy, thì cái đường vặn cài này thì nó sẽ bền hơn, nó ít xảy ra những cái trục trặc mất tiếng, mất âm thanh hay là tuột dây. Đấy, nhưng mà giờ khi mà tháo ra tháo vào nó sẽ mất thời gian hơn so với cái jack Newtrik. Và các bác có thể sử dụng một trong hai cái loại này các bác nhé. Và khi mà các bác sử dụng cái đường jack vặn cài, các bác lưu ý nó sẽ phân chia kênh này, kênh 1 này, kênh 2 này, kênh 3 và kênh 4 theo chiều dọc, cứ một đỏ một đen thì là một kênh. Và khi các bác đánh ở chế độ sitter, các bác để ý giúp em giữa hai kênh 1 2 và 3 4 nó sẽ có những cái công tắc gạt. Thứ nhất là công tắc gạt độ nhạy tín hiệu đầu vào. Và cái thứ hai là gạt chế độ đánh. Các bác, một là các bác chọn, nếu mà gạt hết xuống dưới cùng nó sẽ là đánh bara, tức là đánh tương tự. Các bác để cái nút gạt ở giữa rồi nó sẽ là đánh sitter, hiệu ứng âm thanh sitter. Và khi mà các bác đẩy cái nút BRG lên cái phần trên cùng nó là bridge, thì lập tức là nó sẽ gộp kênh 1 và kênh 2 vào với nhau. Tín hiệu nó sẽ gộp công suất của hai kênh này vào với nhau, và hai kênh này nó sẽ có chỉ có một đầu ra nữa thôi. Thì các bác để ý giúp em, cái đầu ra của cổng bridge nó nằm ở đâu. Khi các bác gộp kênh 1 2 vào thì cổng ra bridge, nếu các bác sử dụng jack Newtrik thì nó sẽ nằm ở jack Newtrik 1 này, ao 1 này. Và chúng ta phải đấu cái jack Newtrik theo cổng, đó là 1 cộng và 2 cộng các bác nhá. Cái cổng 1 cộng thì nó sẽ là đầu dương, và cổng 2 cộng thì nó sẽ là đầu âm. Đấy, các bác để ý giúp em cái sơ đồ này. Đấy, và khi mà chúng ta đấu sang jack vặn cài thì hai cái cổng gộp 1 2 nó sẽ là hai cái jack màu đỏ phía bên trên nhá. Các bác có thấy cái sơ đồ nó nối chữ bridge này không ạ? Nó sẽ là cái đường ra cho cái cổng gộp 1 2, kênh 1 2. Và nó sẽ có sơ đồ hướng dẫn là cái cọc màu đỏ bên phải nó sẽ là cổng dương, và cọc màu đỏ bên trái sẽ là cổng âm. Đây, các bác lưu ý cái vấn đề này giúp em nhé. Nó sẽ có cái sơ đồ hướng dẫn đấu jack Newtrik ở từng chế độ đánh khác nhau, đánh sitter thì đấu như thế nào, mà đánh bridge thì chúng ta đấu như thế nào nhé. Đây, chúng ta phải làm theo đúng hướng dẫn, nếu không thì nó sẽ gây ra cháy chập đẩy đấy các bác ạ. Và đây là hai cái quạt làm mát đây, nó sẽ hút không khí làm mát liên tục ở phía bên trên, làm mát linh kiện bên trong. Và ở bên sườn nó cũng sẽ có quạt các bác nhé. Con này nó có 4 quạt tất cả. Nó có 4 quạt. Và cái dòng đẩy công suất này, các bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết ý, thì hãy liên hệ bên em qua số điện thoại là 0988 646 683. Bên này là bên lương thanh các bác nhé. Cái con đẩy này thì anh em làm sự kiện mua rất rất là nhiều luôn các bạn, cực kỳ nhiều. Thứ nhất là cái độ linh hoạt của nó, thứ hai nó sử dụng nguồn xuyến công suất lớn, thế nên là độ bền bỉ rất là cao này, dùng nó bền này, công suất nó lớn này, nó có thể sử dụng với nhiều các thiết bị loa công suất khác nhau. Đấy, và bên em là bên lưu âm thanh, bên em ngoài cái dòng đẩy của BS ra thì bên em còn cung cấp rất là nhiều các dòng đẩy của các thương hiệu khác nhau, như là TD này, Next Acoustic này,
hay là LS Pro này, hay là rất rất là nhiều các thương hiệu khác. Cảm ơn các bác và em xin dừng cái clip này ở đây ạ.